với mong muốn giúp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 500 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân các địa phương thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Những phần quà được kịp thời gửi tặng nhân dân vùng tâm dịch đã thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cuộc sống của bà con. Mới đây, để tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao 100 tấn gạo tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để địa phương kịp thời chuyển đến tận tay những lao động bị mất việc và các hộ dân đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lời cảm ơn trân trọng và chân tình nhất từ thành phố Thủ Đức cũng như người dân của thành phố Thủ Đức. Nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái giai đoạn này. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sát tay cùng với lại chính quyền, cùng với người dân để chăm lo an sinh, phòng chống dịch Covid trong cái tình hình giai đoạn mới như thế này. Còn tại huyện Bình Chánh, thời gian qua, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương đã tiếp nhận hỗ trợ gần 300.000 túi an sinh cho các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh từ các gói hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 và Bộ Quốc phòng. Riêng các gia đình có người bị nhiễm COVID-19, ngoài việc được cấp phát đầy đủ túi thuốc sử dụng tại nhà, còn được đội ngũ y bác sĩ quân y thường xuyên quan tâm chăm sóc điều trị. Những hình ảnh của tất cả các chú bộ đội đã in vào trong tâm trí của người dân Bình Chánh chúng tôi. Những cái hình ảnh đó, những cái tình cảm đó không có gì để cân đong đo đếm, mà đó là ở một cái tấm lòng, một cái nghĩa tình quân dân mà chúng tôi rất là trân trọng, rất là cảm ơn. 500 tấn gạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lần này được trao cho 9 địa phương đang gặp khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh như Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, quận 3, quận 12, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương trên đã tiếp nhận và phối hợp với lực lượng vũ trang các quận, huyện, thành phố và các đơn vị bộ đội tăng cường về địa phương tiến hành trao ngay cho những hộ dân đang gặp khó khăn, các lao động bị mất việc. Ngoài gạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng còn trao tặng thành phố 80 tấn lương khô, gần 8.000 thùng thịt, cá hộp, 1.000 túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà với giá trị nhiều tỷ đồng.